Ba mẹ ơi cứu con, bọn họ đòi tới 600 triệu lận. Nhưng mà ba mẹ đừng có báo công an nha. Không ơi, bọn họ xử tiêu con đó. Ông ơi, bây giờ làm sao cứu con trai mình ông? Cứu con trai mình đi ông ơi. Được rồi, ba sẽ đến ngay. Ba mẹ đừng có tới, ba mẹ chỉ cần chuyển khoản thôi. Rồi, đợi ba một chút. Chuyển đi ông. Khoan đã ba mẹ. Em trai à, tuần trước á, chị chuyển cho em 50 triệu, em đưa trước cho bọn họ đi. Số tiền đó em tiêu hết rồi. Vậy ở bên cạnh em á, có ai không? Nếu mà có thì chớp mắt đi. Nếu mà em không chớp mắt được á, hay là lè lưỡi ra, còn không được nữa thì lấy cái tay á, vô vô trước mặt đi. Nhưng mà làm vậy để làm gì? Thôi đi, đừng có diễn nữa. Cậu không phải là em trai của tôi. Tôi làm gì có chuyển 50 triệu cho em trai của tôi chứ. Vậy là cái chuyện này nó làm sao vậy con? Ba mẹ à, bọn chúng là lừa đảo. Bây giờ chúng sử dụng công nghệ AI để chỉnh sửa hình ảnh, để giả dạng người thân, người quen của chúng ta. Vậy rồi ba mẹ làm sao mà biết mà cách mà đối phó hả con? Nếu mà gặp trường hợp này xảy ra thì ba cứ kêu chúng nó là lè lưỡi nè, chớp mắt hoặc là quơ quơ tay trước mặt. Có nhiều cái công nghệ AI bây giờ nó chưa được cập nhật. Nếu mà không làm được á thì màn hình nó sẽ bị bẻ cong. Còn nữa, mình phải duy trì thật lâu cái cuộc nói chuyện với chúng nó, để cho mình nhận dạng coi á, có đúng là người thân, người quen thật của chúng ta không. Dạ, cái mẹ hết hồn, mẹ tưởng em con. Alo, ai đấy ạ? Tôi là người bên cục công an. Con trai chú bị nghi ngờ rút tiền xuyên quốc gia, nên chúng tôi đang cần điều tra thêm thông tin. Sao có chuyện đó được chú? Con trai tôi á, nó ngoan lắm mà. Chắc là chú nhập ai rồi đấy. Chú nói với tôi cũng không có tác dụng gì. Mở lòng mà. Bây giờ tôi sẽ chuyển cuộc điện thoại này sang bên cơ quan công an, để người phụ trách bên đó giải thích. Xin chào, chú là phụ huynh của Đào Ngọc Ba phải không? Đúng rồi, tôi đây. Mà con trai tôi nó phạm tội gì vậy chú? Cậu ta gửi tiền xuống quốc gia. Chúng tôi sẽ đưa cho chú một địa chỉ website. Chú có thể thấy lệnh truy nã của con trai chú. Nhưng tội gửi tiền, chúng tôi cần đưa cậu ta về nước. Nếu như bên ngoài xử thì tội danh của cậu ấy còn nặng hơn nữa. Dạ, được rồi, làm ơn. Đưa con ta về giùm đi chú. Đúng rồi, chú nghĩ cách. Đừng giúp con trai tôi về nước nha chú. Mọi người đừng sốt ruột. Trước tiên đừng công khai tin này ra ngoài. Chúng tôi sẽ dùng một thủ thuật giúp đưa cậu ta về nước, nhưng cũng cần phải có chi phí bảo lãnh cho cơ quan địa phương, tổng cộng là 500 triệu. Chú chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản của tôi là được. Chuyển đi. Rồi, tôi chuyển lên. Dạ xin chào anh. Cho hỏi á, là số hiệu cảnh sát của anh là bao nhiêu vậy ạ? 554008. Vậy cục cảnh sát của anh ở chỗ nào á? Để chúng tôi lập tức đến đó. Gia đình của chúng tôi á sẽ bảo đảm phối hợp hoàn toàn với các anh. Chúng tôi làm việc ở ngoài biên giới, không cần phiền phức đâu. Chỉ cần gia đình chuyển tiền bảo lãnh vào tài khoản của tôi là được. Tiền bảo lãnh á thì có tác dụng gì ạ? Để bảo đảm cho em trai của tôi an toàn, hay là để đảm bảo á các anh sẽ không lừa ba mẹ của tôi nữa? Xin chú ý thái độ nói chuyện của cô. Chú ý cái đầu của các anh á. Con tắt điện thoại rồi em con làm sao con? Ba mẹ à, bọn chúng á là kẻ lừa đảo đó. Bọn chúng lợi dụng cái sự lo lắng của người lớn tuổi, lo lắng cho người thân của họ, để giả dạng lừa đảo, còn giả dạng công an để lừa nữa. Công an mà cũng giả được nữa thì giờ mình biết làm sao mình đề phòng đấy ông. Mình phải làm sao con á? Nếu như mà ba mẹ nhận một cuộc điện thoại gọi đến, rồi sau đó họ giúp ba mẹ kết nối với cơ quan công an, sau đó họ cho ba mẹ nghe giọng điện thoại viên, rồi còn nhắc đến cái gì mà chuyển tiền, chuyển khoản, họ còn bắt á, ba mẹ không được nói với ai hết, phải giữ bí mật. Rồi họ còn gửi những cái đường link website, rồi kêu ba mẹ đăng nhập vào, thấy được cái hình ảnh truy nã của người thân của mình, thì đó chính là lừa đảo. Ôi trời ơi. Để bảo vệ bản thân cũng như gia đình của mình, đừng nên chia sẻ quá nhiều hình ảnh, video cũng như những thông tin cá nhân như dấu vân tay, âm thanh hoặc lời nói quá nhiều lên mạng xã hội.
Những năm gần đây, tình trạng lừa gạt qua điện thoại đang có xu hướng tăng dần. Các ông bà, bố mẹ trên 60 tuổi là những đối tượng thường được nhắm đến, thường xuyên gọi điện thoại, quan tâm cũng như chia sẻ những thông tin về những vụ lừa đảo, cũng giúp cho ba mẹ hoặc là người thân của các bạn tránh gặp những điều đáng tiếc xảy ra.